Cả nhà ơi, lần đầu tiên ở Sài Gòn mà có cái lễ hội về các cái gian hàng trái cây, nông sản, ẩm thực. Người ta tổ chức ở trên cái bến này, dưới cái thuyền, giống ở miền Tây luôn. Cho nên người Sài Gòn có cái dịp mà trải nghiệm cái một cái lễ hội rất là đặc biệt, lần đầu tiên tổ chức ở Sài Gòn. Đây là thời gian và địa điểm. Cái này sao cứng dữ hả? Nhưng mà đúng rồi, cơm này nó khô nè. Nếu mà già mãi mà nó khô chứ nhão mà không chịu. Thêm ngày nữa thì nó nhão hơn. Đây là hàng. Đây là hàng chín cây hết luôn cả nhà. Mình tới đây là mình ăn sầu riêng chín cây ăn. Đây sầu riêng này là của Bình Long hả chị? Dạ, Vĩnh Long, Vĩnh Long, Vĩnh Long, Vĩnh Lem á, miền Tây. Dạ. Nhiêu ký vậy anh chị? 90.000 á chị. Cơm dẻo, cơm khô luôn. Cơm khô. Ngọt béo. Để nó luôn, bỏ nó hộp, để nó hấp dẫn. Rất là nhiều mũi luôn á. Ri 6 đó cả nhà, 90.000 đồng một ký, bao ăn luôn. Đây là cái muối sầu riêng chưa có chín. Mối quá trời mối luôn. Lỗ với lời. 210. Trái đó là 2 kg không chị? Hộp về 201 các bạn ạ. Cái này 296 anh ơi. Dạ. Cái này 296. Đây là sầu riêng người ta bao ăn luôn cả nhà, không có nhúng thuốc luôn, sầu riêng không có xử lý thuốc. 234 nghìn á chị. Trời ơi, nhúng thuốc là chị về là có đủ. 230 chị. Nóng lắm đúng không anh? 230. Nóng hả? À đúng rồi, cái vỏ nó rất là vàng luôn. Của mình 230 nè. Khi mà anh mua mà nó nhấp nhúng lại cái dân xanh này nè. Dạ. Nó vô trong này nè. Nó sẽ vàng, nó còn báo trong đấy á. Còn này là của mình là không có hàng dân xanh này, thấy không? Dạ. Đó, nó đi theo gai á anh. Cái trái sầu riêng này nhìn còn hấp dẫn này, ngon nè. Đó, có cái muối kìa. Trái nào cũng như trái đấy thôi chưa anh? Dạ. Dạ. Cơm vàng hạt lép, riêng đi 6 là cái màu nó, màu sắc nó rất là đẹp. Dạ.
7 ngày lẻ hồi này mà khui sầu riêng là đuối luôn á. Cái này là 2 ký 3. Dạ. Dạ. Sầu riêng giờ là trồng nhiều lắm, tỉnh nào cũng trồng được hết chứ không có riêng gì mà cay lầy giống như hồi xưa nữa. Cái lại giờ do sao ngủ liệt chiếm rồi nó bị nước mặn rồi. Dạ. Nước mặn năm nay nó thấp hơn rồi. Cái này tới 4 múi luôn. Nó mà nước mặn vô là nó chết hết á. Dạ. Cái thịt đó ngon bỏ vô. Cái thơm này béo lắm á. Vui tiếp. Kêu lấy cho chị luôn. Rồi nó bị gì vậy? Không có gì chân đâu. Mùi đó. Cứ thừa đi cho chắc ăn. Mùi.
ăn lại đi, bóc thử, ăn lại. Ừ, bóc thử đi. Mùi thôi, vậy cho nó mùi, có mùi, chị kêu nó liền mùi. Mùi nè. Không hư, không hư. Làm cá này dịch đó. Trời luôn rồi đó. Không bị chứ, trời nó mùi quá thì mùi ăn đâu gì đâu. Rồi hết chưa? Rồi hết luôn rồi chị cô ơi, chụp lại nè. 3 chiếc luôn sao? 3 rưỡi. 3 chiếc rưỡi được rồi, em không được kiếm 60 nha. À, chiếc rưỡi thì ra chiếc rưỡi thì... Mẹ chụp 245 ngàn. 245 ngàn. Tính ra rẻ mà không có rẻ hơn cái chỗ hồi nãy đó cả nhà. Ở đây thì giá có hơi cao nhưng mà sầu riêng ngon cả nhà. Đi mấy chỗ thì giá đây hơi nhích hơn xíu nhưng mà được cái là sầu riêng chất lượng, tiền mùa đó. Nhiều giỏ có mấy cái trái to nhưng mà muối không có chất lượng. Mà người coi trái sầu riêng nhỏ nhỏ không có muối. Đó, ai còn thắc mắc ở chỗ khác bán 70 nhưng mà đây bán 90. Dạ đúng rồi, đây nó trưng bày á cô. Đây nó ngon quá, hỏi bán nó bán. Đây cũng ngon nè, cô nhìn nè. Đây cái đâu có không? Hộp này 140 cả nhà. Vậy 140 phải không? Dạ 140. Hộp này 140 chất lượng chưa? Đây thì có nhiều mà nhiều trái loại trái cây khác như là bưởi, mít, dừa, chuối. Đây cho ăn thử sầu riêng luôn nè, đó đẹp. Ăn vừa ý mới mua. À, Thảo đi dọc cái tuần lễ trái cây này thì thấy cái chỗ cái sạp này là sầu riêng ngon nhất luôn cả nhà. Mình là không có đại loại là mình không có nhận quảng cáo hay gì hết nhưng mà mình thấy cái chỗ nào ngon thì mình đã trải nghiệm, mình giới thiệu cho mọi người tới. Nếu mà có ghé cái tuần lễ trái cây này thì ghé cái sạp này nè, 90 ngàn nhưng mà nó ngon. Còn có chỗ khác thì 70 ngàn thôi, 60 thôi, nhưng mà bộ quạt sầu riêng ra là khi mà cái hộp chất lượng nó không có được như cái chỗ ở đây. Cái này là của huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long rồi nha. Đó, trái đó là 200 ngàn á, Thảo quay cho mọi người coi. Đây. Cô nói là không nhúng không thuốc gì hết trơn. Già là mình cắt xuống là nó chín à? Dạ. À, người ta sờ suy cái cây đó, ta dưỡng cây. Không mà Thảo công nhận là cái sầu riêng ở đây rất là ngon, mọi người mua ăn thử mà coi. Đây là có rất là nhiều sạp bán. Thank you.
tấn rồi đó hả cô hả? Dù vậy? Rất rất chậm. Sáng giờ bán tấn sầu riêng rồi đó cả nhà. Khu vực tấn sầu riêng rồi đó cả nhà, ghê không? Hai trăm tư. Và để cho mình ăn thử luôn. Đẹp ghê không? Đá sầu riêng này màu sắc rất là đẹp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chưa, chỉnh chưa? Không có lấy lửa phụ chứ. Dạ đúng rồi. Thì ăn thử đi rồi biết. Không, nhưng mà cô thử cô mua cái 70 cô ăn nó khác cái 90 luôn á. Em này cô, cái trái này nó chưa chín hay sao mà chưa chín hay sao không phải? À không, vừa ăn là hơi cứng thôi nhưng mà ngon. Từ từ lấy dao làm cho nó đẹp. Anh mùi thuốc anh đụng vô là nó rớt ra liền à. Mấy cái này đâu. Đúng rồi, thuốc là đụng vô cái là nó rớt ra liền à. Này con tươi với mũ quá đâu. Tới 5 múi luôn á. Sầu riêng gì lại em? Ri 6 anh, Ri 6 á. Dạ. Đó, cái này 5 múi luôn á. Chín chị, ăn liền luôn á. Ở đây em phối đây luôn chị. Chưa đợi, để không thầy cái gì chẳng hạn.
Cái đầu tiên là vui vất vả quá. Cái đó nó được sấy hơn hay rửa rồi. Chưa được chín chứ sao. Để ngày mai thì nó về vui hơn. Đó rồi, đó. Sầu riêng này bán được ghê luôn cả nhà, khách mua đông ghê lắm luôn á. Để con mọi người có cái muối sầu riêng này nhìn nó đà ghê không? Đây, 2,5 kg đây. Con này nó chỉ cần chỉ đem cua nè. 230 đúng không? Dạ đúng rồi, 230 ngàn. Đó, một hộp đầy 230 ngàn. Còn chưa hết anh ơi, còn hai nữa nè. À quên nữa, còn nửa trái bên nữa để bỏ vô mới đầy hộp. 225 ngàn. Ơi lộn. Nữa bà nào. Lấy cái vừa rồi. Dạ rồi. Đây đây. Dạ ba cái hộp là 220 một hộp đó đầy luôn á. Cắt hả? Ừ, nó bắt cắt á.
con cô 220 thôi, 220 con nói họ bỏ đói con nói 5 muối luôn á, vì nó 3 muối với đây 2 muối, 5 muối. Khách rất là đông luôn này cả nhà. Khách đông ghê không? Quy liên tục luôn á. Nhiêu ký vậy? Nhiêu ký? 90.000 một ký á chị ơi. Con đồng hồ đầu tiên kiếm xin tôi đi sao? Con chàng này lấy cái này cho nhân đây gian hàng bưởi. Mười năm rồi 30.000 đồng một ký cả nhà. Cô mấy chị gọi bánh ú. Bánh ú lá tre đó cả nhà. Mặc áo bà ba đó cả đẹp. Ú em mới dớt rồi. Hãy subscribe.